Dụng cụ phá khóa tự chế được làm từ mũi khoan mài các cạnh. Bên cạnh đó là một tay công với lỗ tròn có thể lắp vừa các loại mũi khoan khác nhau. Một dụng cụ nhìn quá đơn giản nhưng lại là khắc tinh của mọi loại khóa xe máy. Thao tác đơn giản, chỉ trong vài giây, dụng cụ này có thể bẻ khóa mọi loại xe. Đây là một trong những tang vật mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành thu thập được trong chuyên án 119S về việc đấu tranh làm rõ thông tin có nhóm đối tượng trộm cắp xe máy khiến quần chúng nhân dân trên địa bàn hoang mang lo lắng. Theo đó, sau một thời gian xác minh, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Trần Như Ý, sinh năm 1988, trú tại xóm Vạn Tràng, xã Long Thành, huyện Yên Thành, vừa xuất hiện ở địa phương. Ý thoát ẩn, thoát hiện với nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc, thường xuyên giao du với các đối tượng xấu trên địa bàn và khu vực lân cận. Khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ngày 12 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Như Ý về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình đấu tranh với Ý, cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Văn Lĩnh, sinh năm 1991, trú ở xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Ý và Lĩnh cùng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là các xe gắn máy đắt tiền. Thời điểm các đối tượng gây án chủ yếu là ban đêm, bọn chúng chọn các loại xe đắt tiền để trộm cắp. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng khác về hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu. Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 15 xe gắn máy các loại, một bộ vam phá khóa và 8 điện thoại di động với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy thu vật chứng để trao trả cho các bị hại.